ha. Ăn xong cơm trời ơi, cay xé xé miệng luôn. Mà no cơm quá nhiều, ăn uống nước không. Đi qua nghe tụng kinh ha, giờ ăn nghe tụng quá trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là chỉ có những con chờ sẵn.